Ayo, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Tuấn KR. Mình đã quay trở lại. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu tổng quan về Vain Glory. Có nhiều bạn thắc mắc đã hỏi mình nó trời sao, bất cứ giao diện như thế nào. Ok, mình sẽ trả lời luôn là Vain Glory nó chỉ có một map duy nhất. Và chúng ta sẽ chơi ở chế độ Standard, một chế độ Standard, Leaderboard hoặc PvP. Ok, chúng ta có đánh thường, chúng ta có chơi rank Ranker BBB. Mình đã đủ có thể chơi rank rồi. Đủ rồi. Mình muốn chơi Boss chúng ta sẽ chơi solo nè. Hãy với top nè. Và chúng ta có thể chơi easy, very easy. Dễ, rất là dễ. Chơi rồi rất là dễ, là dễ là chế độ medium, trung bình, mấy độ khó, độ rất là khó. Nếu mình cũng muốn chơi thử bây giờ. Để bắt đầu là mình sẽ làm một series gì đó. Và nó có binh ở trên này, trên EZ trên này có đồ binh đó. Rồi cái Battle Royale nó sẽ có Battle Royale chúng sẽ có giống như PvP và Boss. Nó là chế độ tự chọn tướng. Và các bạn vô chơi mấy chế chọn tướng các bạn mình bạn tự chơi rất là hay. Nó là giống như Boss, nó solo, nó như có thằng solo cũng nói như vậy, cũng như chẳng kia nhưng mà nó này tự chọn tướng. Còn thích hợp thế nào, nó là chế độ tạo trận đấu, mình tạo trận đấu đấu với tất cả mọi người, những là chỉ được 6 người thôi và chúng ta sẽ tạo trận đấu có thêm 4 người xem nữa. Có thể tạo thử đây trận đấu 6 người và một đội thêm 4 người xem đó. Các bạn hãy tạo một trận đấu như vậy để bạn chơi, rồi có ai xem vô cho vui. Rồi chế độ luyện tập practice, luyện tập solo hay là long rush. Và đây chúng ta sẽ có tin tức. Cái thứ hai chúng ta sẽ có tin tức community, tin tức lực update, Xbox hero, Xbox này đấu giải như đó. Rồi hero lo những cái con tướng, những cái vị tranh gì đó, cái ô thân, cái ô khóa, những cái này cái dòng bạn thấy cái này không, đây cái này, cái trang này, cái auto dissing opap nè, cái này để dùng để đổi skin. Mình sẽ nói cho chúng ta có academy map, chỉ có một map thôi, item, những cái item nó giới thiệu á, nó có hero, mình sẽ giới thiệu sau. Đây dòng tin nhắn mình có bạn nè, chúng ta có vui, chúng ta có vui mình nữa, vui đây, vui mình. Mình xin nói luôn là cái vui này mình tạo vui nó chỉ có, tạo vui này chỉ có 7.000 thôi, các bạn mất 7.000 để tạo vui, 7.000 một con số tiền đường đủ một con tướng. Ok. Có nhiều loại nè, nên tới mức này luôn rồi nè, quá dữ. Nó đây cấp độ của vua mình. Cái hai là mắc thịt, chợ, nên sẽ có thứ giảm giá. Có những này trang phục giảm giá đủ thứ, nhưng mà bạn phải nạp tiền, cái số tiền nạp nó cao nè. Cái dạng vàng, cái đây, bạn phải nạp. Còn hero các bạn có thể mua bằng vàng hoặc cái kia. Cái tiền bạc của hero nó là sống bựa, chơi một trận như có tăng lên hai mấy thôi. Hoặc có thể là bữa mình đánh nó có lên tới 200 mấy, 100 mấy. Còn lâu hơn, lâu mới hơn, hiện tại còn không có 10 mấy, 20 mấy. Còn không xuống có 8, thua rồi có 8 đồng. Còn nữa còn phải 8 ngàn mình được 26 ngàn rồi mình đang tích lũy tăng 28 ngàn để mua con này. Phe lắm. Mình sẽ cho coi qua hết tất cả cái này. Nó tướng tất cả tướng tôi cũng coi, nhưng bị tướng giảm tiền mà nó giảm không đâu có được nhiên. Tổng cộng mình không biết bao nhiêu con tướng nữa, nhưng mà cứ biết là tướng nó phong phú vậy đó. Mới một con tướng mới thêm bên đây, mới lên một con tướng mới, con flicker này, con tướng mới. Mình có skin đó, skin đây, cái mình nói hỏi đây đó, dùng để đổi những skin hiếm này đó, cái viên ngọc đó mình có 31 rồi, mình phải cần 300 mấy mới đổi được skin đó.
skin hiếm, skin gọi là skin legend ấy. Nhiều skin đẹp lắm. Đó, đây là nó vậy. Skin cũng chất cũng đẹp. Ra có nhìn ra ngoài y chang Uri này, không phải skin skin là kẹt những tấm thẻ bài. Bạn chơi bạn sẽ tụm được những tấm thẻ bài như mở hộp mình như mình mở vậy đó. Các bạn sẽ mở được những tấm thẻ bài, mình cho các bạn coi này. Đó, tấm thẻ bài mình mở được cái rap, tấm thẻ bài rap mình chưa có tấm này. Mình đã có tấm này, mấy tấm này đã có hết rồi. Chưa có tấm đó, chưa có hai tấm bên này với tấm này luôn. Những tấm thẻ bài này dùng để mở skin tướng. Các bạn có đủ số thẻ bài các bạn sẽ mở được skin một tướng, có thể cần tới 5 hoặc 6 cái thẻ bài khác nhau. Nhưng mà một thẻ bài như vậy bạn sẽ cần tới 3 hoặc 4 thẻ bài mới đổi được skin. Nên rất là mất thời gian. Mấy cái skin mình, những thẻ bài mình có để đổi skin. Hiện tại thì skin cái thẻ bài Legendary mình chỉ có như là 3-4 cái vậy. Đây, 1, 2, 3, 4 skin Legendary, rất là đẹp. 4 cái, 5 cái, 5 cái, được 5 cái skin Legendary, Legendary. Nói cái bài tiếng Anh này không có chuẩn nha. Đó, còn đây là cái này mình, các bạn nhiều các bạn lấy giới thiệu rồi. Nghe là cái chuỗi rương của mình, rương của mình đang chậm. Mấy rương này mở ra thì được 2 ngàn mấy chèn, 1 ngàn mấy vàng. Chứ những cái rương mình hồi nãy chỉ có vài chục vàng thôi, vài chục bạc thôi. Đây là điểm tích lũy ở trên thanh Shishon này, là trên thanh cái này là điểm tích lũy. Các bạn phải có đủ đủ hết thanh này, các bạn sẽ có một điểm tích lũy ở đây. Funo này các bạn sẽ nhận cứ mỗi lần một được cái này là mở được rương câu thẻ bài hoặc là cái ô tròn bự nhất á, tấm tròn bự nhất nè, cái này tấm tròn sáng các bạn thấy nè, các bạn có tấm tròn bự nhất các bạn sẽ mở được một chìa khóa để mở cái đường này. Còn ranker mình chưa có rank nên bỏ qua cái đó đi. Rank nó chỉ là đánh cái rank cho nó vui thôi. Nếu rank càng cao thì các bạn sẽ được mở gói giải, không biết là vậy. Đó, vụ mới ra mình coi ra là được đó. Các bạn chơi cái này á, tải về trên thiết Android thì chỉ có một chi máy và iPhone. Trên iPhone chỉ có một chi máy và trên iPhone chỉ có tầm 500 mấy nơi. Nhưng mà các bạn lúc mà đang nhập vô thì nó cứ quá trình việc nó hơi lâu một tí. Cố gắng chờ quá trình việc rồi vô nó sẽ cho một đoạn video clip nhỏ nói về cái nó, nói về cái tựa game đang đấu giải, tạo video clip đấu giải cũng hấp dẫn lắm. Rồi hoàn thành nhiệm vụ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 gì đó. Nhận tướng xong rồi bạn đăng nhập Gmail để giữ tướng nó lại. Thì các bạn đánh tên như mình rồi. Nhưng mà sửa tên thì các bạn không phải bỏ tiền để sửa cái 13 ngàn. Mình cứ bỏ hết tiền ra, bỏ nạp tiền vô bên đây. Nạp tiền thì các bạn sẽ nạp bằng tiền đô ha, đô là Mỹ. Cái này là tiền đô, bạn hãy Mỹ nạp tiền đô được. Còn các bạn thì các bạn không biết sao. Mình chưa mở thử cái hộp này, bữa nào mình rảnh mình mở thử cho mấy bạn coi. Cũng hay, mình cũng thấy cũng được. Nhưng mà thấy tốn tiền một tí thôi. Ok. Đó, những cái gì mình nó có, mình cho mấy bạn coi. Đây các bạn, nếu các bạn có muốn thắc mắc thì các bạn cứ inbox mình hoặc là comment trên dưới, mình sẽ trả lời cho các câu hỏi của các bạn. Giờ mình bữa nào mình sẽ chơi thử cho các bạn những trận những cái khác. Nếu các bạn có thì cứ trò chơi nào hay bạn được mình sẽ thử. Và chúc các bạn vui vẻ, nhớ like, subscribe cho mình để được nhiều video hơn tiếp theo nha. Tạm biệt các bạn.